cách chỉ các đốm nâu trên da mặt nhanh nhất. Bỗng một ngày bạn phát hiện da mặt mình xuất hiện nhiều đốm nâu, lo lắng và cũng chưa biết nguyên nhân do đây. Tham khảo các bí quyết dưới đây để làm mờ các vết nâu trên mặt một cách nhanh nhất. Nguyên nhân xuất hiện các đốm nâu trên da có thể là do chế độ ăn uống thiếu chất, thiếu nước, ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, lão hóa da, chăm sóc da không đúng cách. Tuy chúng không nguy hiểm, không ảnh hưởng sức khỏe nhưng đủ để làm bạn không được thoải mái về làn da của mình. Bạn có thể sử dụng các nguyên liệu dưới đây để xóa mờ đốm nâu trên da mặt một cách tự nhiên. Chữa đốm nâu bằng chanh, trứng và mật ong. Chanh là loại quả được sử dụng nhiều nhất trong làm đẹp, bao gồm trị đốm nâu trên mặt bằng trái cây. Khi bạn đến spa hay thẩm mỹ viện nào cũng sẽ gợi ý cho bạn một số phương pháp làm trắng da hiệu quả, tuy nhiên chúng có chứa rất nhiều hóa chất có thể ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn. Chanh và mật ong có tác dụng tẩy trắng tự nhiên không gây hại cho da. Nước chanh chứa chất kích thích tiềm năng và mật ong có tác dụng như một loại kem dưỡng ẩm, đồng thời nó có nhiều lợi ích như thuốc chống viêm. Nếu trên mặt bạn đã bắt đầu xuất hiện những đốm nâu, hãy chữa trị bằng nước chanh pha loãng với nước. Muốn ngăn chặn sự phát triển của nó, tránh lan rộng trên vùng da, bạn hãy lấy một lòng trắng trứng, nửa thìa nước chanh và một quả quả óc chó giã nhuyễn, trộn đều, sau đó thoa lên vùng da bị tàn nhang. Sau khoảng 20 phút, bạn hãy rửa sạch mặt với nước sạch. Để có hiệu quả nhanh, bạn nên thực hiện ít nhất 2 lần mỗi tuần. Chữa đốm nâu và tàn nhang bằng đậu xanh. Đậu xanh có thành phần dinh dưỡng rất cao. Bên cạnh thành phần chính là phytoxit, tinh bột, chất béo và chất xơ, đậu xanh chứa rất nhiều vitamin E, B1, B2, B3, B6, vitamin C, E, tiền vitamin K, axit folic và các khoáng tố gồm canxi, magie, sắt, kẽm. Công thức đơn giản cho việc khắc phục các đốm nâu là đậu xanh nghiền. Lấy 1/3 chén đậu xanh đóng hộp hoặc đậu xanh luộc, nghiền đậu xanh ra và cho thêm một ít nước. Đắp lên trên các đốm nâu cho đến khi hỗn hợp bắt đầu khô thì rửa sạch mặt với nước ấm. Thoa hỗn hợp này mỗi tối sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Xóa tan vết đốm nâu bằng hoa anh đào. Theo y học cổ truyền dân gian, hoa đào đã được xem là thần dược trong việc làm đẹp da. Muốn chữa tàn nhang, bạn có thể dùng bài thuốc sau: trộn đều 100g hoa đào và 100g hạt bí đao xay nhuyễn, để vào lọ kín. Buổi tối trước khi đi ngủ, rửa mặt thật sạch, hòa bột hoa đào, hạt bí đao với lòng trắng trứng gà bôi đều khắp mặt, để đến sáng rồi rửa bằng nước ấm. Đây còn là bài thuốc rất hiệu quả chữa mặt nám và tàn nhang. Trị đốm nâu và vết da không đều màu bằng cà rốt, bơ, dưa chuột. Cà rốt là nguồn vitamin A dồi dào và bơ có chứa chất béo lành mạnh có thể cải thiện tình trạng của da. Dưa chuột mang lại làn da mềm mại và có tác dụng nuôi dưỡng làn da của bạn. Tạo một hỗn hợp cà rốt, bơ, dưa chuột và sử dụng hàng ngày sẽ giúp làn da được nuôi dưỡng và dưỡng ẩm thường xuyên. Dùng hỗn hợp này đắp lên mặt cho đến khi nó khô và sau đó rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Cà rốt cũng rất có tác dụng trong việc làm hồng và xóa mờ đốm nâu trên da. Bạn có thể ép củ cà rốt, lấy nước uống. Sắc cà rốt có thể trộn với sữa chua không đường, để lạnh và đắp lên mặt khoảng 20 phút sau đó rửa sạch mặt bằng nước ấm. Quả đu đủ. Quả đu đủ. Đây cũng là loại quả chữa đốm nâu trên da hiệu quả rất nhanh. Cũng theo đông y, cây và quả đu đủ đều là những vị thuốc quý. Riêng đối với việc chữa tàn nhang, bạn có thể dùng quả đu đủ xanh nghiền nát với nước. Dùng bôi để chữa các vết tàn nhang ở mặt và tay. Hãy dùng bông tăm chấm vào các vết tàn nhang thôi nhé, vì nhựa đu đủ có tính ăn da, có thể làm hại da ti của bạn. Hỗn hợp nha đam và nước vo gạo. Đây là bài thuốc chữa tàn nhang và làm đẹp da xuất phát từ kinh nghiệm dân gian. Với bài thuốc này, bạn hãy lấy nước cốt nha đam tươi trộn với một lượng tương đương nước vo gạo. Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt sạch và để đến sáng. Lưu ý, có được lượng cám cần thiết trong nước vo gạo, bạn nên mua loại gạo không quá trắng. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ kem trị nám da Hoàng Cung Dianzunilan. Với bộ sản phẩm đặc trị nám, trắng da Hoàng Cung Dianzunilan, bạn sẽ có ngay trong tay giải pháp giảm nám từ bên trong và bên ngoài, giúp loại bỏ, làm mờ nám da hiệu quả chỉ sau vài tuần sử dụng. Ngăn ngừa nám da tái phát, đồng thời cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da từ bên trong,
cho da mịn màng, săn chắc hoàn hảo. Kem được bào chế từ các loại nguyên liệu như kim tràn thảo, bột ngọc trai, bạch chỉ, ngọc trúc, chất làm trắng hiệu quả cao VC, tinh dầu cây lô hội, chiết xuất từ tảo biển, vitamin E, nho đỏ, sáp ong và collagen. Sản phẩm có tác dụng làm trắng da, giữ ẩm cho da, chống các nếp nhăn, cải tạo những lỗ chân lông lớn, tẩy sạch các vết nám da, mụn, nám bươm bướm, nám do tuổi già, vết sẹo đen cho cháy nắng lâu ngày. Các hạt chống nắng có khả năng chống lại được tia tử ngoại, mang lại cho bạn làn da trắng, mềm mịn, sạch mụn trứng cá và bã nhờn. 1. Kem dưỡng trắng da giữ ẩm ban ngày. Sản phẩm được điều chế từ các loại nguyên liệu như kim trần thảo, bột trân châu, bạch chỉ, thích vượng da, xuyên khung, ngọc trúc, chất làm trắng da hiệu quả VC, tinh dầu cây lô hội, hạt giữ ẩm. Sản phẩm có tác dụng làm trắng da, giữ ẩm cho da, chống các nếp nhăn, cải tạo những lỗ chân lông lớn. Ngoài ra sản phẩm còn có tác dụng chống sự tái sinh của các vết nám, sự thay đổi tố chất da khiến da trắng hơn, giữ ẩm tốt hơn. 2. Kem nền trang điểm, chống nắng bột trân châu. Sản phẩm có chất tăng trắng tự nhiên và kích thích tố dinh dưỡng được điều chế từ thảo dược. Do có sự phối hợp của chất kháng khuẩn, chất tiêu viêm và nhiều vitamin khác nên sản phẩm có khả năng làm trắng hai tầng, có thể trực tiếp phân giải, tiêu trừ những vết nám, tàn nhang, mụn bọc được hình thành do sự lây nhiễm của vi khuẩn. Không những vậy, sản phẩm còn có thể thẩm thấu sâu vào bên trong da để ngăn ngừa sự hình thành của sắc tố đen. Sản phẩm có tác dụng chống nắng, có khả năng chống lại tia tử ngoại giúp cho da giữ được vẻ trắng mềm kể cả khi bạn đi dã ngoại với bạn bè. 3. Kem làm trắng da, chống nám ban đêm, 20g. Sản phẩm được điều chế bằng phương pháp đặc biệt từ các loại nguyên liệu như nhân sâm, đương quy, trân châu, hùng quả cam, tàng hồng hoa, bạch cập, bạch phụ tử, phấn hoa, cam thảo. Sản phẩm có tác dụng nhanh chóng tẩy sạch các vết nám, mụn, đốm thâm, tàng nhang, vết nám do tuổi già, vết sẹo, vết đen do cháy nắng lâu ngày. Sử dụng sản phẩm dài ngày sẽ giúp bạn có làn da trắng mềm và sáng tự nhiên. 4. Tinh chất hoa hồng xe khít lỗ chân lông, 40ml. Với thành phần chủ yếu, hydrolat hoa hồng nuôi dưỡng, bảo vệ tế bào, cung cấp độ ẩm cho da và giảm ngứa do các kích ứng. Hyaluronic giúp dưỡng ẩm da trong thời gian dài và giúp tái tạo tế bào mới. Tinh dầu hoa hồng Bulgari có công dụng làm mờ các vết thâm, đồng thời xe khít lỗ chân lông và giảm nếp nhăn trên da, là sản phẩm xuất sắc về chăm sóc da. 5. Sữa rửa mặt trắng da sạch nhờn, 100g. Do được điều chế từ hơn 10 loại thảo dược quý hiếm với những phương pháp chế biến bí truyền về làm đẹp thời cổ đại trên những dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất nên sản phẩm có khả năng thẩm thấu sâu vào bên trong da, để làm sạch, hóa giải những vết nám, có tác dụng tích cực trong việc thay đổi chất da, giúp da trắng sáng, đều màu da, mềm mại và sáng tự nhiên. Hướng dẫn sử dụng. Sáng. 1. Sữa rửa mặt. 2. Tinh chất hoa hồng. 3. Kem dưỡng trắng da ban ngày. 3. Kem trang điểm chống nắng. Tối. 1. Sữa rửa mặt. 2. Tinh chất hoa hồng. 3. Kem làm trắng da, chống nám ban đêm. Sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cũng như nguyên liệu của Hồng Kông. Sản phẩm đã được kiểm an toàn và là một trong những dòng sản phẩm được các chị em bên đó yêu thích và sử dụng rất nhiều. Lưu ý. 1. Trước khi sử dụng sản phẩm, thoa ít kem vào bên trong cánh tay hoặc sau tai, nếu không có hiện tượng sưng lên sau 24 tiếng thì có thể sử dụng. 2. Một số người có thể bị ngứa nhẹ, ửng đỏ lên sau khi sử dụng sản phẩm, đó là hiện tượng bình thường, sẽ khôi phục sau 1 tuần. 3. Khi sử dụng sản phẩm nên ăn ít đồ cay, hạn chế uống cà phê, cố gắng ít phơi nắng. 4. Cẩn thận dùng cho người từng bị dị ứng hoặc có da nhạy cảm, hay da quá mỏng. 5. Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.